Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết cái phần lý thuyết liên quan đến phương trình và các bạn có ứng dụng rất lớn đó là đối với phần phương trình chứa ẩn ở mẫu. Thì trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ học về nội dung cực kỳ quan trọng và chắc chắn có trong đề thi, đó là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Dạng bài này thì kết hợp giữa những cái phương trình có thể chứa ẩn ở mẫu hoặc là không, nhưng nó có các yếu tố thực tế. Và các bạn sẽ được gặp một vài các dạng thì tiết học được chia thành hai phần. Trong tiết 1 này, cô giới thiệu các bạn sơ qua về cách chúng ta thực hiện. Và ở tiết 2 thì chúng ta sẽ luyện tập với một vài dạng thường gặp. Thì trước đó thì các bạn cần phải làm nhuần nhuyễn cho cô về vấn đề thứ 5, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Các bạn hãy cùng xem xét cho cô phần bài tập về nhà. Giải các phương trình. Phần A, đây là 3 phân thức đúng không? Nhưng chúng ta nhận ra được ngay mẫu chung đó là x bình trừ 1. Phần B là 2 phân thức, khá dễ thì các bạn chỉ cần nhân vào thôi là ra mẫu chung rồi đúng không? Thế thì ở đây cô có sử dụng máy tính để giúp chúng ta có thể kiểm tra được kết quả cách tốt hơn. Cô nghĩ là chúng ta đã có kết quả rồi thì bây giờ cô sẽ tính thật nhanh và các bạn cùng đối chiếu lại xem mình đã làm đúng hay chưa nhé. Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thì nó đặc biệt hơn những phương trình trước đây, đó là có ẩn ở dưới mẫu. Bắt buộc các mẫu đó phải khác không, vì vậy có thêm phần điều kiện. Khi có thêm điều kiện thì các bạn có thêm một bước, đó là đối chiếu với điều kiện, đúng không? Đầu tiên là chúng ta cần ghi điều kiện xác định, được phép viết tắt. Có 3 mẫu, nêu cả 3 ra. X trừ 1 khác không? À, bên này cũng là x trừ 1 nhưng thực chất là các bạn thấy là x bình trừ 1 đây thì nó bằng tích. X trừ 1 và x cộng 1 vì vậy mà một mẫu. Ở đây là đang bị nhầm cái đề rồi đấy. Đó. X cộng 1 nha các bạn. Đây là x bình trừ 1 khác không? Cái phương trình này là một trong những phương trình dễ nhìn thấy nhất, đó là nó có hằng đẳng thức a bình trừ b bình. Mà khi các bạn thấy bên này mà có hai mẫu giống nhau ấy thì có thể thấy ngay được đề này mình cần phải xem lại hoặc là mình cần xem mình chép đúng đề chưa. Đó. Thì đến đây mình biến đổi nhanh thôi. Thế là x khác 1, x khác âm 1 và x khác cộng trừ 1. X bình bằng 1 thì x bằng cộng trừ 1. Còn khi khác thì chúng ta khác cả hai. Vì vậy mà đáp án cuối cùng x khác 1, x khác trừ 1. Bây giờ mình chép lại đề nhé. Cô nhắc lại là cái bước chép lại đề này rất là quan trọng. Khi mà bị sai thì các bạn làm rất là mất công mà không được một chút điểm nào cả. Vì vậy mà chúng ta phải rất kỹ cho cô về bước đầu tiên. Sau đó mình biết mẫu chung là x bình trừ 1 nhân cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên với x cộng 1, phân thức thứ hai với x trừ 1 và phân thức thứ ba giữ nguyên. Đúng không? Khi nhân thì các bạn vẫn được sử dụng dấu tương đương. X cộng 1 2x trừ 3 tất cả chỉ là các đa thức thôi, mình chép đúng là được. Bên này thì các bạn nhân tách mẫu ra để thấy nó giống nhau nhé. Đấy. Và từ bước này thì mình có thể bỏ mẫu đi nhưng phải sử dụng dấu suy ra. Cô sẽ nhân tung ra luôn, đây là x bình cộng x. Ở đây sẽ là 2x bình phương trừ 2x trừ 3 là trừ 5x cộng 3 bằng 2x cộng 3. Các bạn chuyển hết sang một vế và rút gọn đa thức đúng không? Thế thì bên này sẽ là x bình trừ 2x bình sẽ là trừ x bình. X này cộng 5x là 6x trừ 2x là cộng 4x.
Đây còn trừ 3, trừ đi 3 là trừ 6. Nào chúng ta hãy xem lại nhé. X bình cộng x trừ đi, đây là 2x bình này, trừ 2x trừ 3 là trừ 5x, 3 đúng rồi. Bên này là 2x cộng 3. Ở đây thì các bạn chú ý là có dấu trừ thì các bạn cần phải bỏ, à đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Đây sẽ là trừ x bình. X cộng 5x là 6x, trừ 2x là 4x, trừ 3 trừ 3 là bằng 0. Đó. Thế thì đến bước này rồi ấy, thì một số bạn là nghĩ rằng là đây là một phương trình mà cho vào máy tính giải nó không ra được nghiệm đẹp. Hay là âm 6 nhân 1, âm 1 thì cũng không thể tách được sao cho tổng của nó bằng bằng 4 đúng không? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hàng đẳng thức. Bây giờ cô và các bạn thử tách xem nó như thế nào nhé. Nếu bạn này cô thêm trừ 4 thì nó sẽ là đối của một hàng đẳng thức đúng không? Đó. Bạn nào mà làm nhiều rồi thì sẽ quen. Các bạn hoàn toàn biến đổi được. Đó là trừ của x trừ 2 tất cả bình phương trừ 2. Một số bình phương thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Đối của nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Mà lại trừ đi một số âm nữa. Âm đúng không? Nên không thể bằng 0 được. Các bạn sẽ ghi là vô lý do x trừ 2 bình lớn bằng 0 với mọi x, suy ra trừ x trừ 2 bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và cũng suy ra được. Các bạn phải ghi rất rõ cho cô nhé. Trừ 2 và nhỏ hơn 0 với mọi x. Đó. Như vậy là kết luận là cái phương trình đã cho là vô nghiệm đúng không? Vậy cô viết tắt phương trình đã cho vô nghiệm. Đáng lẽ là sẽ viết lùi xuống một chút đúng không? Đấy. Như vậy là đối với phần A ấy, mình cứ nghĩ là nó có thể ra một cái nghiệm nào đó đẹp thôi. Nhưng mà khi giải ra thì vô nghiệm. Các bạn biết là phương trình nó có thể có không nghiệm, tức là vô nghiệm 1, 2, đúng không? Vân vân. Nó tùy vào từng loại khác nhau. Thì các bạn chỉ cần làm đủ cho cô các bước điều kiện xác định, biến đổi, quy đồng mẫu này, khử mẫu, sau đó xem xét có nghiệm hay không nhá. Và cách sử dụng hàng đẳng thức này rất phổ biến, các bạn hãy quan tâm cho cô đối với chương trình toán lớp 8. Còn đối với phần B này thì cô nghĩ là nó khá đơn giản rồi, thì các bạn hãy tự thực hiện và tự so sánh với nhau. Có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn hãy comment ở dưới bài giảng nhé. Cô sẽ giúp chúng ta giải đáp ngay. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề thứ 6, tiết 1. Đó là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thì như cô nói ban đầu, theo tiêu đề thì các bạn cần đi giải một bài toán thực tế bằng cách là gọi ẩn, đưa nó về những phương trình quen thuộc. Và những cái bước làm ở đây thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn rất là chi tiết. Nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu thêm các nội dung liên quan. Phần 1 đó là liên quan đến việc các bạn lấy ẩn biểu diễn cho những đại lượng chưa biết. Phần 2 thì các bạn được biết đến các bước giải. Phần 3 thì các bạn được cách học về sử dụng bảng tóm tắt đề để chúng ta làm bài một cách nhanh chóng hơn. Bây giờ các bạn hãy quan sát cho cô về bài toán cổ như sau. Bài toán cổ chó và gà. Cô nghĩ rằng là không một bạn nào không biết bài toán này. Đây là một bài toán cổ rất nổi tiếng, đặc biệt là sử dụng phương pháp giả thiết tạm và dùng cho học sinh tiểu học để học những cái chương trình có thể là khá giỏi, hơi nâng cao. Đó. Thế thì đây là một bài toán mà cô nghĩ tất cả các bạn đều học thuộc rồi đúng không? Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn, hỏi mấy gà mấy chó. Đó. Thế thì những cái bài toán khác tương tự bài toán cổ này thì có rất nhiều ở trong dân gian. Bởi vì ngày xưa có thể người ta đưa nó chuyển thành thơ ấy, để sao đọc cho nó dễ hiểu và cũng như là một cái câu đố. Thì chúng ta hoàn toàn có thể giải được những bài toán này ở tùy những cấp độ. Ví dụ như tiểu học thì giải theo một cách khác đúng không? Lớp 6, lớp 7 thì một cách khác. Thì lên lớp 8 rồi chúng ta biết cách đặt ẩn và sử dụng giải phương trình thì chúng ta lại làm theo một cách khác. Đó.
Còn sau này có thể các bạn vẫn có thể gặp nó ở trên cấp 3 chẳng hạn đó, nhưng mà chúng ta cũng giải nhanh thôi đúng không? Thì ở đây chúng ta quan tâm là người ta hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó, và có liên quan đến số chân đúng không? Tức là tổng số chân là 100 chân và tổng là 36 con. Đấy. Thì biến tấu của bài toán này thì có rất nhiều. Thì kết thúc bài giảng hôm nay chúng ta có thể giải được bài toán ở đây. Ngoài ra thì cô có giới thiệu thêm một bài toán nữa. Bài toán này nói về trái hồng và các em nhỏ, tức là một đàn em nhỏ đứng bên sông, to nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng, mỗi người 5 trái thì thừa một à thừa 5 trái, mỗi người 6 trái thì một người sẽ không được. Đó. Hỏi người bạn trẻ đang dừng bước, tức là chúng ta đang đọc ấy, thì đang dừng bước ở đây ấy, thì có mấy em thơ mấy trái hồng. Đó. Thì đây cũng là một dạng giống như là bài toán cổ đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cho cô về phần 1. Các bạn sẽ gọi những đại lượng chưa biết theo ẩn. Nhớ cho cô về hai bài toán ở trên nhá. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. Cô có 3 ví dụ như sau. Ví dụ 1. Điền vào dấu 3 chấm để hoàn thành các phát biểu sau. Gọi x km trên giờ là vận tốc của một ô tô. Khi đó, bài toán về vận tốc quãng đường thời gian chúng ta gặp rất nhiều, đặc biệt là ở tiểu học. Đó. Thì có một công thức mà ai cũng biết. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian, nhưng mà phải cần cùng đơn vị đo. Đó. Thì ở đây khi viết vận tốc rồi, tính quãng đường trong 6 giờ. 1 giờ được x km này. 2 giờ thì được 2x. 3 giờ tương tự đúng không? Đáp án là 6x. Đó. Thì đây được gọi là một biểu thức chứa ẩn. Và các bạn đưa nó về những cái đại lượng mà mình chưa biết sử dụng để biểu thị. Sau đó chúng ta lập phương trình. Thời gian để ô tô đi được quãng đường 120 km. À, có quãng đường này, có vận tốc, thì thời gian bằng quãng đường chia vận tốc. Đó. Tiếp tục đến ví dụ thứ 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x mét, chiều dài hơn chiều rộng 30 mét. Hỏi hãy viết biểu thức với biến x biểu thị. Đây là bài toán liên quan đến đất đai đúng không? Nhưng mà mảnh vườn này đã có là hình chữ nhật rồi. Thì chiều rộng là x, chiều dài lớn hơn chiều rộng 30. Chiều dài bằng x cộng hay x trừ? X cộng đúng không? Đó. X cộng. Đương nhiên đơn vị cũng là mét, nhưng mà cô không ghi ở đây. Chu vi. Biết chiều rộng, biết chiều dài. Chu vi bằng chiều rộng cộng chiều dài tất cả nhân với 2, đúng không? Như vậy đáp án ở đây là 2 nhân với x cộng với x cộng 30, tức là 2 nhân với 2x cộng 30, đúng không? Đơn vị là mét. Chu vi thì đơn vị nó bằng với độ dài. Diện tích hình chữ nhật, chiều dài nhân chiều rộng, tức là x nhân với x cộng 30. Đó. Thế thì nếu mà có một bài toán mà yêu cầu là ví dụ là diện tích bằng 60 chẳng hạn thì các bạn đi tính x đúng không? Hay là chu vi bằng 50 đi tính x. Đấy, kiểu bài tập cho sẽ như vậy. Ví dụ số 3. Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con, hỏi tuổi con là gọi tuổi con là x. Hãy biểu thị theo biến x. Nếu gọi x thể hiện tuổi thì các bạn hãy nhớ tuổi của con người hay là của chúng ta ấy, thì được tính là các số tự nhiên đúng không? Nên là nếu x thập phân này hay x âm thì cần phải loại ngay. Đấy. Thì ở đây tuổi cha thì gấp 4 lần tuổi con. Đó. Và gọi tuổi con là x thì tuổi cha hiện nay là 4x đúng không? Tuổi cha 20 năm nữa thì đương nhiên là tăng thêm 20 và là 4x cộng 20. Tuổi con 20 năm nữa x cộng 20 đúng không? Thì cô nghĩ rằng là qua 3 ví dụ ở đây thì các bạn đã hiểu cách mà chúng ta mô tả những đại lượng chưa biết thông qua những đại lượng đã biết và ẩn đã được đặt nhá. Đó thì các bạn nhớ là chúng ta hãy quy về một hoặc là hai ẩn. Sau này lên lớp 9 thì các bạn có làm được với hai
Còn hiện tại lớp 8 cũng được, nhưng mà các bạn cần thế lại và giải phương trình có một ẩn. Thì đúc kết lại, chúng ta có một cái kết luận như sau. Trong thực tế đời sống cũng như toán học, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu ký hiệu một trong các đại lượng ấy là x, thì các đại lượng khác có thể được biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến x. Đấy, nhớ cho cô nhé. Thì từ đây trở đi là chúng ta nhớ là đi gọi ẩn, một cái quan trọng thôi. Và thường là đề bài đưa ra, nhớ là đặt điều kiện và đưa ra những cái phần về đơn vị của nó nữa nhé. Đây, chúng ta cùng đến với phần số 2, một vài ví dụ về giải phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Các bạn nhìn thấy ở trên bảng của cô là có rất nhiều chữ đúng không? Thì đây là toàn bộ các bước mà chúng ta được hướng dẫn để giải một bài toán bằng cách lập phương trình. Dạng bài cô chọn quen thuộc, vận tốc quãng đường thời gian. Cô và các bạn cùng đọc bài toán nhé. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. A, B này thì có thể là các địa điểm đúng không? Và vận tốc này thì tùy loại xe. Đó, thì chúng ta có thể liên hệ như vậy để bài toán nó trở nên thú vị hơn và nhớ đề một cách tốt hơn. Lúc về, người đó đi với vận tốc 40 km/h. Đó, thì tức là người ta thấy là lúc đi muộn quá, lâu quá, lúc về tăng vận tốc lên. Thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Cô nghĩ là hiện tại là chúng ta giải bài toán này rất là bình thường, bởi vì các em tiểu học làm nhiều lắm. Mà bây giờ mình đã là các anh chị lớp 8 rồi, đúng không? Đó. Thế thì chúng ta không giải theo cách tiểu học, mà mình sẽ làm các bước mà được chấm điểm đối với lớp 8. Thế thì các bạn nhớ cho cô về các dữ kiện này. Vận tốc đi là 30 km/h. Vận tốc về 40 km/h. Thời gian chênh lệch 30 phút. Đi với vận tốc nhanh hơn, nhiều hơn thì đương nhiên là thời gian ít hơn đúng không? Còn quãng đường bằng nhau, tức là A và B, B về A, đấy thế thôi. Còn cô nói thêm với các bạn nhé, là chúng ta sẽ học vật lý thì thấy rằng 40 hay là 30 km/h ấy chỉ là vận tốc trung bình thôi. Còn trên thực tế, mỗi một đoạn đường nó lại có những vận tốc khác nhau, tùy vào địa hình, tùy vào cái tâm trạng của người lái xe cũng thế, đúng không? Đó, và rất khó để một chiếc xe nó đi đều 30 km/h. Nhưng mà đối với toán học thì người ta thường lý tưởng hóa nó lên nhá. Nào các bạn hãy nhìn, đọc cho cô cái phần bên dưới. Điền vào khoảng trống để hoàn thành bài toán. Gọi chiều dài quãng đường AB là x. Tức người ta hỏi cái quãng đường là bao nhiêu thì sẽ gọi luôn. Điều kiện: quãng đường thì có cần phải nguyên không? Có cần tự nhiên không? Không đúng không? Chỉ cần dương. Quãng đường không thể âm được. Đó, như vậy chúng ta điền là x lớn hơn 0. Đơn vị có rồi. Thời gian xe máy đi từ A đến B. Quãng đường biết rồi này, vận tốc 30 đúng không? Đó. Thời gian đi là x trên 30. Thời gian về tự biết đó là x trên 40. Thời gian thì đương nhiên đơn vị là giờ. Các bạn thật ghi nhớ cho cô này. Tức là bắt buộc phải ghi thời gian vào nhé. Đó, bắt buộc ghi thời gian. À, bắt buộc là ghi đơn vị. Đổi 30 phút thì bằng bao nhiêu giờ nhỉ? 1 giờ bằng 60 phút. 30 thì bằng 1 nửa. 1 phần 2. Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút nên ta có phương trình. X trên 30 và x trên 40. Đúng không? Dễ điền được. Giải phương trình ở trên. Phương trình này thì người ta đã giải sẵn cho các bạn rồi. Mẫu chung là 120. Thế nhiều bạn là thắc mắc ở đây là tương đương hay là suy ra. Các bạn nhớ đây là phương trình không có ẩn ở mẫu. Tương đương nhé. Khi nó có ẩn ở mẫu thì mới là suy ra. Và x bằng 60. Ta thấy x bằng 60 thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0. Đúng không? Vậy độ dài quãng đường là 60 km. Đó. Thế thì bài toán các bạn nhận xét cho cô nó có những cái bước nào? Nào, bước 1, gọi ẩn, đặt đơn vị, đặt điều kiện, đúng không? Bước 2, biểu thị các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết. Thì ở đây chúng ta khai thác về vấn đề thời gian chênh lệch.
30 phút. Đấy, nên là chúng ta biểu diễn thời gian đi và thời gian về theo x. Bước 3 là các bạn thấy là đổi này thì nó chỉ là bước bình thường thôi đúng không? Phải có vào nhá. Bước 3 là chúng ta thành lập phương trình. Nhưng mà thành lập phương trình ấy là phải nêu cái câu mà người ta đưa ra, chứ không phải là ta có phương trình hay là theo đề bài ta có. Nêu câu của họ nhé, chép y nguyên đề thôi. Sau đó chúng ta giải phương trình và đối chiếu điều kiện rồi kết luận, thấy chưa? Đấy, thì cô nghĩ là ba bước này nó cũng khá là dễ, các bạn nhớ thực hiện và rèn luyện thật nhiều thì chúng ta sẽ thành thạo. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với những cái bước cô đã tóm tắt để chúng ta ghi nhớ tốt hơn nhé. Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bước 1, lập phương trình. Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. Nó không phải là các bạn chọn ẩn nào cũng được đâu. Một số bài toán thì người ta yêu cầu là phải tìm quãng đường, tìm thời gian, tức là bắt tìm nhiều thứ. Thì các bạn cần phải chọn một ẩn, không phải là chỉ là mình yêu thích mà nó còn phải là phù hợp nữa. Nếu không thì chúng ta có những phương trình rất là cồng kềnh và khó giải. Đó. Đặt điều kiện thích hợp. Điều kiện thích hợp ở đây nó không phải là thích đặt thế nào thì đặt đâu, mà các bạn phải để cho nó thật là phù hợp và tối ưu nhất. Nào nhớ cho cô nhé, phù hợp và tối ưu nhất. Cô lấy ví dụ, về người thì đơn vị là gì? À, điều kiện thuộc N sao đúng không? Đó. Hay là về số cây cũng là thuộc N sao. Hay là về quãng đường lớn hơn không, thời gian lớn hơn không, vận tốc lớn hơn không. Đó. Hay là một số tự nhiên thì đương nhiên là nó là số tự nhiên rồi đúng không? Nhưng mà các chữ số trong đấy từ 0 đến 9. Đó. Vân vân, sau này cô sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều dạng thì các bạn làm quen dần với phần này. Nhớ này, điều kiện phải phù hợp và tối ưu. Phần 2 đó là biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Tiếp theo đó là biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Cái này cô nói rất nhiều. Đặc biệt là các bạn cần khai thác yếu tố nào. Ví dụ như người ta nói là số người chênh lệch là bao nhiêu thì khai thác về số người. Hay là hiệu suất làm việc, đó, số cây vân vân. Hay là số chân của chó gà chẳng hạn đó. Thì các bạn cần phải khai thác thật kỹ đúng không? Bước 3 đó là lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Cái này là phải làm tốt hai cái trên thì mới làm được cái dưới. Bước 2, giải phương trình. Giải phương trình này thì quan trọng đó. Thì chúng ta sử dụng hết các kỹ năng mà cô đã hướng dẫn ở những tiết trước để thực hiện. Bước 3 đó là trả lời, tức là kết luận. Nhưng mà trước đó phải kiểm tra xem là các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện thì nghiệm đó chúng ta sẽ lấy và đi kết luận. Các bước ở đây thì cô chia nó tùy vào những cái nội dung thôi, chứ còn các bạn có thể chia thế nào cũng được, nhưng chúng ta vẫn phải đầy đủ tuân theo quy trình như thế này nhá. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng những cái kiến thức này để thực hiện cho cô một vài các ví dụ như sau. Ở phần 3 này thì cô muốn giới thiệu cách mà chúng ta tư duy về một bài toán thực tế để đưa nó về phương trình quen thuộc. Thì người ta sử dụng đến một công cụ đó là bảng. Đấy, các bạn sẽ ghi tóm tắt bài toán ở trong đầu này, tóm tắt ra bảng này, sau đó chúng ta sử dụng bảng để mô tả mối quan hệ của các đại lượng. Ví dụ về bài toán chia hồng. Nào đọc lại này. Một đàn em nhỏ đứng bên sông, to nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng, mỗi người 5 trái thừa 5 trái. Mỗi người 6 trái, một người không. Hỏi người bạn trẻ đang dừng bước, có mấy em thơ, mấy trái hồng. Đó. Hỏi là hỏi hai yếu tố. Một là có bao nhiêu bạn trẻ đúng không? Bao nhiêu các em bé. Hai là có bao nhiêu trái hồng. Thì đầu tiên chúng ta sử dụng một cái bảng gồm các hàng và cột như sau. Thứ nhất là gọi x là số trái hồng nhá. Bài này có thể đặt x là số em bé, tùy. Nhưng điều kiện đều là thuộc số tự nhiên, được chưa? Ta có bảng sau. Bảng này thì gồm có hai hàng quan trọng, đó là cách chia số 1 và cách chia số 2, ba cột số trái trên một người này, kết quả và số bạn được chia. Đó.
Thì đầu tiên cách chia một số trái trên một người là 5, đúng không? Kết quả là dư 5 trái. Vậy thì tổng số hồng là x. Thì bỏ đi 5 trái sẽ là x trừ 5. Thì chia cho 5 các bạn sẽ thấy được là ra số bạn được chia, đúng không? Đó. X trừ 5 trên 5. Cách chia số 2. Mỗi người 6 trái nhưng mà một người thì không được chia. Vì vậy mà số bạn được chia sẽ là x phần 6. À, chỗ này các bạn phải tư duy thật kỹ và dừng lại này. Các bạn có thể ấn dừng video để suy nghĩ. Đấy, thế thì ở đây chúng ta nhận ra được là trên này là nó bị dư 5 trái nên là người ta trừ đi. Mỗi người được 5 trái nên chia cho 5 sẽ ra số người được nhận. Ở dưới thì không dư, đúng không? Nhưng mà chia cho 6 là sẽ ra số người được nhận. Ở đây là số bạn được nhận trái hồng chứ không phải là số em thơ đâu nhá. Đó. Và có một yếu tố rất là quan trọng ở đây là gì? Nào, bây giờ các bạn lập được hai cái này rồi. Đó là chênh lệch là bao nhiêu? Một bạn, đúng không? Đây này. Tức là tất cả được nhận thì dư 5 trái, còn bên này nếu chia theo cách 2 thì một bạn không được nhận. Vì vậy mà chênh lệch ở đây là 1. Thì cái nào là ít hơn ạ? Cái dưới. Đúng không? Đó, cái dưới ít hơn. Vì vậy chúng ta sẽ có phương trình. Đó là x trừ 5 trên 5 bằng x phần 6 cộng 1. Đó, sau đó chúng ta giải phương trình này thì chắc chắn là ra được kết quả. Nào, cô trò chúng ta thử giải nhanh xem là kết quả là bao nhiêu nhé. Quy đồng mẫu lên. Tương đương này. 6x trừ 30 phần 30 bằng 5x phần 30 cộng 30 phần 30. Bỏ mẫu. Như vậy thì x bằng 60. Và cái này là thỏa mãn. Tức là có 60 trái hồng. Vậy có bao nhiêu em thơ? Đây, đúng không? Cái đoạn này này. Đây là số em thơ đầy đủ. Còn ở dưới là nó bị thiếu 1 rồi. Suy ra có 60 trái hồng và 60 trừ 5 trên 5 11. 60 trừ 5 là đi 5 năm, đúng không? 5 năm trên 5 là 11 em thơ. Đó. Thế thì tất cả đều thuộc số tự nhiên. Thì các bạn thấy là kết quả này là hoàn toàn chính xác. Và thử lại bài toán thì chính xác, đúng không? Đó. Thế thì ở đây cô muốn nói là gì? Các bạn đặt ẩn này, sau đó phân tích nó theo bảng. Phân tích theo bảng, ví dụ là quãng đường vận tốc thời gian thì chúng ta có 3 cột quãng đường vận tốc thời gian. Xem là cái nào có thể sử dụng được. Cái khó nhất là chúng ta phải biết là chênh lệch ở đâu, đúng không? Đó. Và sinh ra được phương trình. Đấy, các bạn rèn luyện thật nhiều giúp cô nhé. Nếu không thì sau này chúng ta sẽ thấy rất trong dạng toán này đấy. Chương trình lớp 9 thi đến lớp 10 thì nó sẽ xuất hiện. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo. Vừa rồi là cô có sử dụng cái bài toán chia hồng để giúp chúng ta hiểu rõ về các quy trình mình thực hiện phân tích một bài toán và đưa đến trình bày và đạt được điểm tối đa, đúng không? Thế thì ở đây cô muốn là chúng ta giải quyết lại bài toán cổ đã làm trước đây và sử dụng cách các bước làm và phương pháp mà cô đã giới thiệu vừa nãy. Nào, đọc lại đề nhé. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn. Hỏi mấy gà mấy chó. Thế thì ở đây chúng ta khai thác hai yếu tố mà cô đã phân tích ở trên rồi. Đó là tổng số các con vật là 36. Tổng số chân là 100 chân. Thế thì bài toán này quan trọng là chúng ta phải biết ứng dụng. Ví dụ là con gà thì có bao nhiêu chân và một con chó thì có bao nhiêu chân, đúng không? Đó. Thế thì cái này thì cô nghĩ là ai cũng biết rồi. Gà có 2 chân và chó có 4 chân. Theo cách làm ở tiểu học, chúng ta giả thiết tạm. Tức là chúng ta coi mỗi con chó giả thiết chỉ có 2 chân thôi. Đấy. Và tính ra số chân chênh lệch theo 2 giả thiết. Hoặc là coi mỗi con gà 4 chân.
Nhưng mà điều này nó chỉ là thú vị đối với học sinh tiểu học thôi. Còn khi mà chúng ta giải quyết với nhiều công cụ hơn, với chương trình cao hơn thì nó nhanh hơn nhiều, đúng không? Thế thì ở đây các bạn hãy chọn cho cô ẩn mà các bạn yêu thích nhé. Nào, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn về cách chúng ta trình bày. Đầu tiên là gọi. Số gà cần tìm là x. Cô gọi số gà nhé. Số gà cần tìm. Là x. Đơn vị là x con. Đúng không? X con gà. Điều kiện. X thuộc N. Sao? Nhiều bạn cũng thắc mắc là nhỡ không có con gà thì sao? Thì điều này cũng có thể xảy ra, nhưng mà bài toán là có cả gà cả chó nên là khó. 100 thì không thể chia được cho 36 rồi, nên là các bạn sẽ thấy là gà chó nó không thể bằng không được. Theo đề bài thì ta có được do này, tổng số gà và chó là 36. Con nên số chó là 36 chứ x. Có đơn vị nhá, con. Đấy. Mỗi con gà là 2 chân, mỗi con chó là 4 chân. Vậy tổng số chân là nào. Mỗi con gà có 2 chân. Mỗi con chó 4 chân. Nên ở đây thì các bạn có thể tách này. Có x con gà thì có 2x chân, đúng không? Có 36 trừ x con chó thì sẽ có 4 nhân với 36 trừ x chân chó. Đấy. Nhưng mà cô sẽ gộp luôn. Nên tổng số chân là 2x cộng với 4 nhân với 36 trừ x. Ghi là chân nhá, đơn vị. Mà theo đề bài thì là 100 chân. Vậy ta có phương trình. Theo đề bài ta có phương trình. Đó là 2x cộng với 4 nhân với 36 trừ x bằng 100. Bây giờ giải phương trình này là một phương trình bậc nhất rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Biến đổi tương đương nhé. 2x trừ đi 4x sẽ là trừ 2x. 4 nhân 36 là bao nhiêu ạ? 4 nhân 6 24. Viết 4 nhớ 2. 4 nhân 3 12 nhớ 4 là 14, đúng không? Đây sẽ là 62, 12 rồi. Bằng 100. Chuyển 2x sang bên này còn 100 sang bên kia. Thì tức là 2x bằng 44. Tương đương x bằng 22. Có thỏa mãn điều kiện không? Có, đúng không? Suy ra. À, chúng ta còn quan tâm đến 36 trừ x nữa. 14, đúng không? Cái này thì không cần thỏa mãn nữa bởi vì mình có điều kiện rồi. Vậy, có kết luận sang bên này nhé. Có 22 con gà và 14 con chó. Đấy. Quy trình làm là chúng ta đã thực hiện như vậy. Bước 1 gọi ẩn này. Bước 2 lập biểu diễn những đại lượng chưa biết qua ẩn và những đại lượng đã biết. Bước 3 là ra phương trình. Đấy, giải phương trình, đối chiếu và kết luận. Nhớ là không phải chỉ đến x đâu, mà còn phải tìm 36 trừ x vì tìm số chó. Thế thì ở đây cô đã gọi theo cách là gọi gà trước. Các bạn hãy thử làm cho cô cách số 2, đó là đi gọi số chó nhá. Gọi số chó trước thì nó cũng sẽ ra bằng 14 thôi. Đấy. Thì các bạn cũng nghĩ là chúng ta đã thành thạo các bước khi thực hiện giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bây giờ chúng ta hãy cùng rèn luyện với cô một vài các bài tập tiếp theo.
Bài ví dụ thứ tư, đây cũng là một bài về vận tốc quãng đường thời gian nhưng mà là chuyển động trên dòng nước. Ở lớp 5 thì chúng ta có hẳn chuyên đề chuyển động trên dòng nước, thì đặc điểm đó là có ngược và xuôi dòng bởi vì nó có tác động của vận tốc nước. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta cũng liên hệ lại cho cô để chúng ta đọc hiểu cho cô cái đề này. Một thuyền máy chạy trên sông với vận tốc 12 km/h. Khi dòng nước đứng yên, tức là đây là vận tốc của máy, vận tốc là do máy nó tạo ra đấy, không liên quan gì đến dòng nước cả. Thuyền khởi hành lúc 8 giờ ngược dòng chảy, đi ngược chiều đúng không? Vận tốc nước chảy là 3 km/h. Hỏi thuyền này phải đi ngược dòng bao nhiêu km để quay về điểm khởi hành lúc 10 giờ. Tức là nó không phải chỉ đi ngược đâu các bạn, mà sau đó nó còn đến vị trí đó rồi nó lại còn quay về nữa. Như vậy là cái thời gian cả đi cả về là 2 tiếng đúng không? Từ 8 giờ đến 10 giờ. Thì đối với những bài toán vận tốc quãng đường thời gian, các bạn hoàn toàn có thể là vẽ mô hình ra, vẽ sơ đồ để tưởng tượng tốt hơn. Sau đó chúng ta tóm tắt bằng bảng rồi mới đi trình bày. Thì cô cũng sẽ viết xong bên này nhá, còn để cái bảng ở đây chúng ta trình bày chút nữa. Đây là cái dòng sông này. Và đây là chiều của dòng nước. Đấy. Thì cái thuyền này đang ở vị trí ở đây. À, cô cũng không vẽ được chính xác cái thuyền như nào đâu, nhưng mà các bạn có thể mô tả nó bằng một chấm. Vì đối với Google Map hay là định vị ấy, thường người ta định vị bằng một cái chấm. À, xuất phát từ đây đúng không? Đó, và đi ngược chiều. Vận tốc nước bằng 3 km/h. Về thuyền bằng 12 km/h. Đấy, đang đi ngược chiều này, xuất phát từ lúc 8 giờ. Tám giờ sáng đúng không? Tiếp theo đó là các bạn thấy là nó sẽ đi ngược chiều cái đoạn từ A đến B chẳng hạn. Và người ta quan tâm cái đoạn này là bằng bao nhiêu này. Để khi nó đi từ A đến B rồi nó quay lại thì đúng 10 giờ. Đấy. Nếu có gọi đoạn này là x, đương nhiên đơn vị là km, điều kiện x dương đúng không? Thì khi đi xuôi dòng thì vận tốc nó sẽ tăng lên cộng với vận tốc nước. Còn đi ngược dòng vận tốc giảm đi, đúng không? Thì các bạn có thể về xuôi bằng 12 cộng 3 là 15 km/h. Về ngược 12 trừ 3 là 9 km/h. Như vậy là thời gian đi từ A đến B. Các bạn nhớ này, quãng đường viết là S, vận tốc V và thời gian là T. Thời gian đi từ A đến B là đang đi ngược dòng 9 đúng không? Thì bằng x trên 9. Thời gian đi từ B đến A, tức là đi về đấy, bằng x trên 15. Đây là giờ này. Đây cũng là giờ. Tổng thời gian là 2 tiếng như cô đã tính vừa nãy đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta có phương trình x trên 9 cộng x trên 15 bằng 10 trừ 8. Sau đó chúng ta giải phương trình này thì sẽ ra được. Đây là một cách mà không nhất thiết các bạn phải dùng bảng. Các bạn cũng không cần phải ghi bảng vào trong bài làm, chúng ta chỉ ghi ra nháp thôi. Thế nên là cái vai trò của bảng là giúp các bạn hiểu rõ bài toán hơn. Thì đối với bài toán vận tốc quãng đường thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sơ đồ nếu tưởng tượng tốt nhé. Nhiều bạn có khi cũng không thành thạo bảng bằng cách sử dụng sơ đồ đâu. Ở đây thì các bạn đã rõ rồi thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày thật nhanh nhé. Đầu tiên là gọi. Đây người ta hỏi này, thuyền phải đi ngược dòng bao nhiêu km để quay về điểm khởi hành. Gọi quãng đường thuyền phải đi ngược dòng là
km đúng không? Và điều kiện là x lớn hơn không? Nhớ quãng đường vận tốc thời gian lớn hơn không? Bây giờ mình sẽ tính là vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng. Khi đi mười hai trừ ba bằng 9 km/h. Tương tự là vận tốc. Các bạn nhớ là khi trình bày để làm trong bài kiểm tra thì chúng ta cũng hạn chế viết tắt cho cô. Nếu mà các bạn viết tắt thì coi như là chúng ta đang tự đánh dấu bài của mình. Đây là xuôi đúng không? Xuôi dòng bằng 15 km/h. Biết vận tốc, tính thời gian. Thời gian đi xuôi x trên 15 giờ. Thời gian đi ngược x trên 9. Và ta có phương trình x trên 9 cộng với x trên 15 thì bằng 10 trừ 8. Lưu ý nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta quy đồng bình thường thôi đúng không? Nhân chéo hết lên. Ở đây là 9 và 15 thì bội chung nhỏ nhất là 45. Tương đương 45 thì ở đây nhân cả tử và mẫu với 5 đúng không? 5x trên 45. 3x trên 45. 2 nhân 45 90. Như vậy 8x bằng 90. 90 trên 45. Đó. Tương đương 8x bằng 90. Tương đương x bằng 90 chia 8. Thì các bạn chia ra thì nó sẽ ra số thập phân, hoặc là chúng ta để dạng phân số cũng được. Để dạng thập phân nhé. Như là 11,88 thì dư 2 đúng không? Dư 2 chia cho 8, 11,25 km. Không, không có điều kiện của x. Ở chỗ này mình sẽ ghi là thỏa mãn luôn. Vậy các bạn kết luận giúp cô nhé. Tức là quãng đường cần đi đó là 11,25 km/h. Thế thì ở đây kết thúc cái bài ví dụ thứ 4 này thì cô nghĩ rằng là chúng ta đã thành thạo. Nhưng mà cái khó nhất là tư duy để hiểu và ra được phương trình. Các bạn phải làm thật là nhiều và tưởng tượng nhiều về thực tế. Nhớ là dạng bài chuyển động trên dòng nước thì quan trọng là vận tốc ngược và vận tốc xuôi, tính nó phải đúng nhé. Và tổng thời gian chứ không phải là hiệu đâu. Đó. Và chúng ta hãy xem xét lại cho cô cái phương trình này xem là mình đã thực hiện chính xác chưa. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các bạn một cái dạng bài tập nữa thường gặp liên quan đến hình học. Ở ví dụ thứ 5 thì cô gợi ý với các bạn một dạng bài đó là liên quan về hình học. Về hình học thì như ở ví dụ minh họa chúng ta đã gặp đó là một hình chữ nhật có các cạnh, chu vi rồi diện tích đúng không? Đó thì đây cũng là một trong những hình mà chúng ta thường gặp. Thì ngoài ra các bạn có thể bắt phải đó là về hình vuông này, hoặc là hình thang, hoặc là hình thoi vân vân, rất nhiều. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích ví dụ thứ 5. Còn về trình bày thì các bạn giúp cô thực hiện tương tự theo các bước mà cô đã hướng dẫn nhé. Cô sẽ dựng một hình chữ nhật ra này. Một hình chữ nhật có chu vi là 278 m, chiều dài lớn hơn 2 lần chiều rộng 1 m. Đó, và tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.
Thế thì ở đây các bạn cần phải quan tâm đến công thức tính chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng chiều dài và chiều rộng. Vì vậy mà muốn biết tổng chiều dài chiều rộng thì chia đôi, đúng không? Thế thì nếu mà cô gọi chiều rộng là x thì chiều dài là 278 trên 2 trừ x. Các bạn tự tính nhá. Đương nhiên đơn vị của chiều rộng lớn hơn 0 và là mét, đúng không? Đơn vị là mét và điều kiện lớn hơn 0. Đây là mét này. Và chiều dài thì lớn hơn 2 lần chiều rộng. Vì vậy chúng ta có công thức 278 trên 2 trừ x rồi này. Thì đây là chiều dài này. Trừ đi 2 lần chiều rộng thì bằng 1. Và hoàn toàn có thể giải được phương trình này. Ngày xưa thì cô khá là thích cái dạng bài về hình học, bởi vì nó dễ và nó không cần phải nghĩ nhiều về vận tốc quãng đường thời gian. Đó. Thế thì cái dạng bài nó khá là đơn giản thôi. Thì các bạn hãy gọi ẩn theo mình thích nhé. Chiều dài hoặc là chiều rộng. Và các bạn nhớ là quan tâm đến điều kiện x lớn hơn 0 giúp cô. Rồi đi đối chiếu. Còn về trình bày thì các bạn giúp cô trình bày nhé. Thế như vậy là kết thúc cái bài giảng này thì chúng ta biết thêm được khá nhiều. Và đây là một trong những dạng quan trọng. Vì vậy các bạn hãy ghi nhớ giúp cô về các bước thực hiện giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bây giờ cô gợi ý cho các bạn một số bài tập về nhà để chúng ta luyện tập nhé. Đây là phần bài tập về nhà. Một bài duy nhất thôi, cô gợi ý cho các bạn ở trong tiết 1 này. Thế thì ngoài cái dạng bài này các bạn có thể sưu tầm thêm. Nhưng mà ở tiết sau thì cô sẽ giới thiệu với các bạn một vài các dạng bài thường gặp đối với giải bài toán bằng cách lập phương trình. Và nó còn sử dụng đến cả lớp 9 và sau này nữa. Nên là chúng ta có thể quan tâm trước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài giảng tiếp theo.